đó lần đấy gà đó khoa, cái cục đó là lần đấy. Có thể là một người đã từng giết giết em chị, bắn chị, rồi bây giờ lên nắm quyền kinh doanh chợ mới hay sao? Mẹ có thể lên đây thăm anh nhưng không thể gặp mặt tôi. Rồi xong lúc đó Tính mới la ở trên la lớn. Hey, ai cái cậu nói? Kêu ngủ Tính đi em. Trời, cả đoàn chờ. Cả đoàn chờ em. 6 giờ ngủ tới 11 mà vậy vậy ăn một tô. Nhắn gầu rồi chứ. Đang làm gì hả? Rồi hai mày lắp gầu đi tóc. Sàn để có chuyện gì bạn hỗ trợ, nhưng mà hôm nay bé Quân người đàn ông trầm tĩnh ngồi sau lưng rã vương tay dạy cho nhiều bài học rất hay. Đối với Hương là rất là nhiều người hỏi tại sao cực vậy, hôm qua quay đánh lộn đánh lạo là 4 tiếng hồ đánh nguyên một đêm mà Hương sưng hết cơ người, mà tại sao phải đi liên làm liên tục như vậy quá cực. Nhưng mà nói tóm lại là do Hương thích, Hương rất thích, có nghĩa là một cái này là một bài học nữa. Và nếu như trong nguyên cả một cuộc đời của một con người mà mình không có trải nghiệm là mình sẽ rất là cũ. Chắc là bản thân Hương là người thích phiêu lưu, và đây là cái một cái nghề, và khi mình làm được cái gì mình thích thì mình sẽ rất là tăng động. Và hôm nay Việt Hương đã tự làm bản thân mình cho mình trải nghiệm, và mình trải nghiệm được là một mình là nữ 45kg hơn, chạy một mình ngoài đó. Và Hương có hỏi những cái mà ngặt nhất với là anh chàng Tinh Quân. Anh chàng này rất là trầm tính, mà trên sông nước thì tôi rất thích chàng trầm tính này. Đây, phim chạy đi rồi tính thì anh chàng này lái cano cho Việt Hương chỉnh sửa máy, và sau đó thì Việt Hương lại thêm một cái phim nữa, chỉ bắt rượt thôi, đánh rớt xuống thôi. Thì anh chàng này là kỹ thuật luôn mà biết phái. Quân là cho công ty nào Quân? Dạ, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Phong. Và Ngọc Phong là đóng cano. Đóng cano. Và rồi, còn tour du lịch là Sài Gòn River Tour. Sài Gòn River Tour. Thì Ngọc Phong thì cái người tên Ngọc đó là em của Việt Hương, còn anh Phong là dạy anh. Thì hai vợ chồng là hỗ trợ Hương cả trên quãng đường làm nghệ thuật của Hương, nói về cano là hai vợ chồng. Dạ nghèo lắm, dạ đóng cano cho toàn bộ đất nước Việt Nam này. Dạ lính là mã đeo sợi chuyền muốn xệ cổ quý vị. Mà lúc mà Hương gặp Quân á là không có được mập ngon lành gì đâu, không biết công ty Ngọc Phong nuôi làm sao mà giờ là lên 10kg luôn quý vị. Dạ, Ngọc Phong nuôi. Dạ. Và Sài Gòn River Tour là đi tour trên sông, tất cả các tour trên sông luôn. Thì Việt Hương xin cảm ơn anh Phong rất là nhiều. Cảm ơn gia đình Ngọc Phong nha. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Phong là người đóng cano. Cảm ơn Sài Gòn River Tour đã đưa rất là nhiều tour trên sông đi, rất là vui. Các bạn liên hệ cần trai đẹp Quân này đi theo cũng được luôn nha. Còn các bác lái giỏi gạo cội thì đều có mặt ở đây để phụ trợ đó. Đang nhìn xa xăm, mặt rất buồn. Suy nghĩ là tại sao sáng nay mình vẫn được nghỉ mà lãnh lương đủ, là tại đi chơi với chị Hương. Bye bye nha, cảm ơn Ngọc Phong, cảm ơn Sài Gòn River Tour nha. Hai chị em chuẩn bị đi lái tiếp nha. Bye.
Nhưng mà quan trọng nhất là khu xóm chùa. Không phải, tôi này phải chà chà vậy nè. Chị không có cặp được vậy đâu, chị cặp thẳng đầu vô à. Bao nhiêu năm trong nghề? Mười năm mấy năm chỉ lãi đi đua người ta thôi đó, bây giờ cặp đẹp vậy luôn á. Đúng rồi, quay qua đây nè, cái nhà bên này nè. Quay qua nhìn cái nhà nè. Nhìn qua cái hướng nhà, qua hướng tụi em nè. Đó, me nè, đúng rồi, cái nhà này rồi. Các bạn có biết không, thằng Lãm là mười mấy năm trong nghề rồi, nó mới đậu ngang được chiếc xuồng. Vậy mà em có mười mấy phút em đậu ngang được luôn. Lãm mày ẩm tao về, có Lãm ẩm tao về, tôi đi làm cano. Bây giờ cái thằng Quân hôm nay nó như là cái thứ ăn không ở rỗi, nó đâu rồi? Chi vậy, chi vậy cưng? Đậu đó làm chi vậy, chờ đón ai vậy? Ta có bị gì đâu. Đúng rồi, đúng rồi, về đi. Mặc áo phao lắm cho cầm quân bầu. Về, về ngủ đi. Anh ơi, quay nữa hả tụi? Dạ, quay nữa. Quân ở lại đi Quân. Đó, cái tóc mình ngỏng lên. Trời ơi, cái tóc thì nó bay ra bay chứ chú. Mãi mà nó đứng xỉa luôn. Nó nhiều năm á. Hay là lấy cặp tâm kẹp cho chị được không? Trời, nón được bé. Không, đừng đợi nó chú. Vậy sao em chịu kêu chị vuốt tóc? Tao cũng có thể vuốt được vậy. Ủa, mày ra đó làm gì vậy Tùng? Để tao quay xong rồi. Tao tỏ cái tay qua mày ra ngoài chứ. Rồi, camera lên. Rồi, leo, quay. Chuẩn bị quay cam. Quay. Vũ cánh ra. Vũ cánh ra. Giống giống chuyện của tức thằng kế chạy về. Diễn đâu có quan tâm mà tụi bay quay cái gì, tụi bay quay cái gì? Đủ hình mà quay hoài. Đó, đủ hình mà quay hoài. Trong lúc đó ông đang chơi Facebook, ông lên hình ông đẹp, ông up lên Facebook, ông nói nè, đang bay cái nó đẹp chưa? Đây nè, đó các bạn nhìn vô đi. Ông đâu diễn đâu có quan tâm, nhảy làm chi? Nhỏ nhảy không bồi bối. Rồi, Đạt nói tiếng coi. Cất máy hết đi. Đớp, kêu cất máy kìa tụi bay. Thank you.
chị giữ đúng một cái nhịp ngay chỗ này là Khoa nó quay lại nhìn chị là 1, 2, 3, 2 người cùng ao vô nó đẹp hơn. Ok, không biết đâu. Chúc mừng chị Hồng Trân, công gia dừng lại. Hết giao.
đấy. Ai phải dày đó con. Mọi người làm việc vui vẻ tới sáng. Ôi trời ơi. Không, không, không. Ai phải dày con. Ai phải dày con ơi. Chúc mừng Quỳnh Phương trong giai con cày hết nha. Đá banh bên kia em làm chiến đấu với kiếm là tới cùng luôn á. Cảm ơn con nha. Sớm dài sớm quá. Đoàn phim A Tô, phim Giang Hồ Chợ Mới Tiền Truyện hôm nay xin chân thành cảm ơn anh Tuấn Voi trong vai Cindy. Hết giai.